Bà xã ơi, có anh có gì cho em? Ừ, cái gì vậy em? Bà xã, chuyện gì vậy em? Hả, có chuyện gì? Anh coi đi, bà xã à. Anh hứa với tôi bao nhiêu điều. Thật ra chuyện này, để rồi bây giờ anh đối xử với lòng tin của tôi như vậy đó hả? Bà xã, em bình tĩnh nghe anh giải thích đi. Thật sự là đêm đó anh có anh uống. Đi đi, tới bây giờ anh còn dám giải thích nữa hả? Bà xã à, trước mặt con của mình mà anh còn dám dở trò bỉ ổi đó nữa hả? Thật sự là đêm đó anh sai quá. Và Quỳnh Thư á, có đưa anh về khách sạn, nhưng mà anh xỉn quá, anh không biết gì hết. Anh thề với em là anh không biết gì hết. Em tin anh đi mà. Anh tránh ra. Sau bao nhiêu năm nay, bây giờ anh chứng tỏ anh không khác gì cái loại đàn ông trăng qua khốn nạn ở ngoài đường. Anh, bà xã, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh đi mà. Em sao vậy? Bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã. Ông Lành ơi, trời ơi, cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Em xỉu rồi, mở cổng giùm tôi đi, lên đi. Bà ơi, trời ơi, bà ơi, mở bị xỉu rồi nè. Tôi đi bệnh viện, lẹ lên đi, lẹ lên. Dạ, dạ. Kiên, nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngay từ lúc mẹ thấy cái danh thiếp khách sạn trong cái túi của con là mẹ biết con đã làm chuyện có lỗi với con Lam rồi. Tại sao vậy? Tại sao con dám làm chuyện đó? Mẹ à, trong chuyện này mẹ không có hiểu gì đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi. Tất cả chỉ là tai nạn thôi mẹ à. Thật sự con không có yêu cổ. Cô nào? Hả? Cô ta là ai? Là đứa nào? Nói cho mẹ biết đi. Mẹ sẽ đi gặp cô ta. Đồ thứ con gái đi giật trong người khác. Nói. Trời ơi trời. Là ai? Nhưng mà cổ đang mang thai đứa con của con. Trời, mày nói cái gì vậy Kiên? Cô ta là ai? Là Quỳnh Thư. Trời, mẹ à, mẹ. Trời, con nói cái gì vậy? Tại sao vậy hả? Mẹ à, tại sao lại là con Quỳnh Thư? Tại sao lại là con Quỳnh Thư? Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Nói cho mẹ biết đi, nói cho mẹ biết đi. Còn cái thai nữa, đứa con trong bụng của Quỳnh Thư có phải là con của con không? Con nói cho mẹ biết đi. Tại sao mày làm chuyện đó? Tại sao mày làm chuyện đó? Con không biết. Tại sao lại không biết? Mày làm như vậy rồi mẹ phải ăn nói với chị Xuân làm sao đây? Phải ăn nói với chị Xuân làm sao đây hả? Trời ơi Kiên ơi là Kiên. Nè, chào bác. Vợ tao sao rồi? Làm sao rồi con? Dạ, bác với lại Kiên cứ yên tâm đi, không sao đâu. Cô ấy tỉnh dậy rồi, nhưng mà tâm lý còn bị sốc lắm. Còn cháu nội? Cháu nội của bác sao con? Bác cứ yên tâm, thai nhi không sao đâu. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn mày nha. Con xin lỗi mẹ. Tao nói cho mày biết, dâu tao mà có mệnh hệ nào, cháu nội tao mà có mệnh hệ nào, tao tự mày. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Truyền hình Vĩnh Long 40 năm gìn giữ và phát huy giá trị cuộc sống.